quyết tính không kiếm tiền 80 sẽ giảm tham gia chương trình tham gia một dự án nhận 8 tốt cần có ký hiệu là SUSD, con này sẽ bằng tương đương với 8 USD trên một cái sàn Alex Exchange. Đầu tiên các bạn bấm vào register nè, cái này khá là ngon các bạn, khoảng 8 đô. Rồi các bạn chọn đăng ký một cái tài khoản, đầu tiên các bạn nhấp qua email các bạn. Rồi đầu tiên các bạn đăng ký một cái email, rồi các bạn bắt buộc các bạn lưu ý bắt buộc xem bắt buộc các bạn lưu ý bắt buộc phải có 8 chữ từ 8 tới 20 ký tự mà chữ chữ cái dãy số nha các bạn, chữ cái dãy số không nghe các bạn. Rồi các bạn bấm vào send, nó gửi các bạn vào một cái mã code vào hộp thư spam, các bạn lấy mã code mà bắt vào đây nha các bạn, rồi các bạn bấm tôi đồng ý chấp nhận điều khoản, rồi bấm click account. Rồi thì mình có một cái tài khoản, giờ mình đi hướng dẫn các bạn chat với bot để nhận tất cần nha các bạn. Đầu tiên các bạn click cái phần link mô tả mình, các bạn bấm nút ta. Follow Instagram code. Phải các bạn. No to mail what for and chat mail. Rồi sau khi các bạn bấm nút tay, các bạn vào đây nó hiện ra một cái captcha nha các bạn. Các bạn lướt captcha nha các bạn. Nhấp vào một lướt captcha là rồi à. Rồi các bạn bấm vào đây mà join nè. Phan vào đây các bạn join join kênh Telegram đó nè. Rồi đi search. Rồi hỏi gì bạn bấm don nha bạn. Enter your code. Bấm don nha bạn. Rồi nó kêu mình điền địa chỉ email. Mình điền địa chỉ email của sàn nha bạn. Ảnh nhân quân. 1991@gmail.com. Nó yêu cầu gì làm theo, có yêu cầu là mình follow join kênh tới group nè, follow Facebook, giờ đây bắt lại cái đường link Facebook cho nó nè, YouTube. Rồi các bạn bấm vào cái mục balance để mà coi nhận tập cần các bạn. Ồ, mình đã nhận được mấy tập cần, 3 tập cần. Facebook get link. Ví dụ thì rất là đơn giản các bạn. Các bạn ghi các bạn gỡ lại cái đường link profile Facebook của nó nha các bạn. Trang cá nhân của nó để nhận 5 tập cần các bạn. Rồi. Rồi bạn bấm vào balance để nhận luôn mấy tập cần ta. Như vậy mình đã nhận được 8 tập cần có ký hiệu là SUSD một bằng ấy này các bạn. SUSD bằng 1 U, 1 SUSD bằng 1 USD. Rồi, để mình vào mình để mình vào mình đang coi cái sàn của nó luôn nha bạn. Mình đang nhập cái sàn nó cho bạn coi luôn. Rồi vậy video mình kết thúc đi các bạn ơi.